Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Tá Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu giữa Los Angeles Galaxy với Atalanta United. Atalanta có thể được xem là một đội bóng đang được chiếm ưu thế hơn về mặt thành tích, bằng chứng là họ trong 4 lần ra quân gần nhất thì họ đã có thể chiến thắng đến 3 trận, trong đó chỉ có thua 1 trận. Và ngay bây giờ, hãy cùng theo chân Tá Bóng Đá phân tích xem trong trận đấu lần này thì cả hai đội bóng sẽ chiến đấu như thế nào. Anh em hãy cùng để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tá Bóng Đá. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta so kèo trận đấu giữa Los Angeles Galaxy gặp Atlanta United diễn ra lúc 8:30 ngày 25 tháng 7 tại giải nhà nghề Mỹ. Sau khoảng thời gian khởi động khá tốt hồi đầu mùa thì hiện tại LA Galaxy đang tỏ ra hụt hơi. 5 trận đấu vừa qua họ chỉ thắng 1 và nhận 4 thất bại, qua đó rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng miền Tây. Còn về phía Atlanta United thì họ là cái tên mang đến sự bất an cho người hâm mộ ở từ đầu giải đến giờ. Bước qua 20 trận đấu thì cụ thể họ vẫn đang ngụp lặt ở vị trí thứ 11 ở bảng xếp hạng miền Đông với vỏn vẹn 24 điểm. Dẫu có những tín hiệu tích cực gần đây, tuy nhiên phút lóe sáng này cũng không đảm bảo chuyến hành quân tiếp theo của họ sẽ diễn ra một cách dễ dàng. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 1,25 là hiệp 1 cả trận 3 hòa. Mức kèo cho thấy nhà cái kỳ vọng vào một trận đấu cởi mở về bàn thắng, dẫu có 3 trên 3 trận chạm trán gần đây của hai đội là không thường xuyên nhiều hơn 3 bàn. Trong bối cảnh hàng công của LA Galaxy chỉ mang về 4 bàn thắng và Atlanta United cũng chỉ 3 lần xé lưới đối thủ ở trong 3 trận gần nhất. Kịch bản về một trận đấu đôi công hấp dẫn là điều khó có thể xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn kèo xỉu trận này là một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là LA Galaxy chấp Atlanta United 0,5 trái. Sự lo lắng mà giới chuyên môn dành cho Atlanta United là điều hoàn toàn dễ hiểu khi họ chưa bao giờ đánh giá cao khi mà phải đối mặt với áp lực sân khách. Tính riêng trong 8 trận làm khách gần nhất thì Atlanta chỉ mang về 3 trận hòa và 5 thất bại. Rõ ràng nếu duy trì phong thái thi đấu hiện tại thì giới mộ điệu hoàn toàn có lý do để lo ngại về khả năng chiến thắng của Atlanta. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn kèo trên là LA Galaxy là lựa chọn hợp lý hơn. Dự đoán chủ nhà thắng 1-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.